thì anh này thì cũng vô để mà thành lập doanh nghiệp, nhưng mà thành lập riêng của mình. Dạ, thành lập doanh nghiệp tư nhân. Dạ đúng rồi. Lúc đó thì em còn một mình, trên tay em thì không có đeo nhẫn. Mới bước tới làm quen. Nhưng mà cái anh này nhìn anh có vẻ khô khan quá hả? Không chị, lãng mạn lắm á. Lãng mạn lắm hả? Nóng tính lắm hả? Dạ nóng tính dữ. Thấy vui vẻ lắm mà. Thôi coi chứ đụng chuyện là dữ dằn. Xong rồi qua hỏi em, anh giống gì vụ cái đó vậy? Dạ, cái gì giúp anh thành lập công ty, ban đầu thuế má là không rành, không rành lắm, thật sự cũng rành, tại nói vậy, không rành lắm thì giúp anh đi. Chị này cho số điện thoại. Nhiệm vụ mình chính là lấy số điện thoại, lấy được rồi, vô rồi, chính này chính này. Rồi xong rồi, hôm qua mới đi cắt tóc đúng không? Dạ. Nên bắt đầu là biết rồi. Rồi xin chào hai anh chị. Dạ. Mời hai anh chị giới thiệu sơ về mình. Dạ em chào quý vị khán giả, chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và quý vị đang xem đài. Em tên là Nguyễn Thành Thiết, sinh năm 1977, quê ở Thủ Thừa, Long An. Sao mà người nhìn mạnh mẽ, nhìn phong sương, nhìn bản lĩnh như vậy mà sao có vẻ như rụt rè quá vậy hả? Dạ tại em rung. Rung hả? Dạ, rung. Giờ làm sao cho hết rung đây? Cho một tràng tay rồi. Bớt chưa? Bớt chưa anh Thành Thiết? Dạ bớt, dạ bớt. Dạ. Dạ nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Em có quản lý một cái công ty nhỏ nhỏ của em chuyên về xây dựng nhà ở. Hiện nay đang làm thêm cái mảng nhỏ nhỏ là bất động sản. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Hồng Vân. Hồng Vân. Chào quý khán giả có mặt trong trường quay và khán giả đang xem đài. Em tên là Lưu Thị Thanh Thảo, em sinh năm 1980. Nghề nghiệp của em là kế toán dịch vụ, em đang quản lý 10 công ty. Quản lý 10 công ty. Công ty rồi đó. Ở chị là ở Sài Gòn hay là? Dạ em ở Long An. Long An. Dạ. Hai người quen nhau. Dạ, quen đi mua đất phải không? Dạ không phải. Em là bên kế toán dịch vụ. Cho nên là em chuyên về thành lập doanh nghiệp. Thì trong một ngày nào đó các em vô sở kế hoạch để em nộp hồ sơ cho doanh nghiệp, thì anh này thì cũng vô để mà thành lập doanh nghiệp, nhưng mà thành lập riêng của mình. Dạ. Thành lập doanh nghiệp tư nhân. Dạ đúng rồi. Thì lúc đó thì em ngồi một mình. Thì anh này thấy trên tay em thì không có đeo nhẫn. Mới bước tới làm quen. Dạ thì hỏi ra là nghề nghiệp của em thì cũng sau này cũng liên quan đến công việc của ảnh. Đó thì hai người mới trao đổi rồi xin số điện thoại với nhau. Thì trước đó là em có thấy trên, lúc đó là năm nay em là 43 nhưng mà năm 41 tuổi á, em thấy có chương trình là bạn muốn hẹn hò, cái em đăng ký bạn muốn hẹn hò mà nó ký hoài không ai chiếu đó. Thế thôi để cái tờ giấy độc thân bị sẵn ở trong vỏ, giờ nó gặp ai ở ngoài mà làm quen mà tao thấy mình lớn tuổi mình trình ra nè, chưa có vợ nè, nó cơ may sẵn lãnh chị này thì đi vô làm thành lập doanh nghiệp. Rồi xong rồi qua hỏi em, em giống dịch vụ kế toán vậy? Dạ cái gì giúp anh thành lập công ty, ban đầu thuế má là không rành, không rành lắm, thật sự cũng rành, tại nói vậy không rành lắm, thì giúp anh đi. Chị này cho số điện thoại, nhiệm vụ mình chính là lấy số điện thoại, lấy được rồi vô rồi, chính này chính này. Rồi có đưa cái tờ giấy bạn muốn hẹn hò không? Dạ đã chưa, đã chuẩn bị sẵn thôi. Rồi xong rồi sau khi mà giấy tờ công ty gần xong rồi, cái thằng uống nước ngồi nói chuyện, nói là em có ý định chưa? Nói dạ chưa, nói chưa thì để đi muốn giới thiệu cho anh kia ha. Thích sở thích là gì? Cái mình giới thiệu mình thích không? Cái thấy người bộ cũng thích thích, cái đưa cái giấy hẹn, cái gì mà chứng nhận độc thân á, chứng nhận độc thân. Dạ. Đưa ra đặng trình đặng mới quen được chứ nhiều khi nói mình lớn tuổi rồi có vợ rồi đi gạt con gái này kia đồ. Vậy hả? Rồi cái mối tình hai người tiến triển sau trong cái ngày đó như thế nào? Mà tụi em vừa quen vừa cưới vừa tìm hiểu về công việc trong vòng 78 ngày. Đó không rồi. Lúc nào thì anh mới bày tỏ cái tình cảm của mình và cho cô biết? Dạ sau khi thành lập doanh nghiệp xong xuôi hết là khoảng bao lâu? 48 ngày. Là còn lại là 20 tháng. Ngày. Còn lại đúng tháng. Rồi về nhà ăn cháo vịt. Về chủ yếu là cho ba mẹ con mắt. Thấy mẹ được liền không? Dạ ơn, sau khi ăn cháo xong rồi nói chuyện rồi chia tay bữa đó thì có hẹn gặp là uống cà phê để rút lại cái chuyện tình cảm. Tối em gọi thoại nói vừa nói vừa cười giống giống nha, tưởng đâu là bữa nay nữa nó chơi. Nói, bây giờ thương hả, giờ chịu thì đồng ý về hỏi ba má đi, đầu tháng hỏi cuối tháng cưới. Nhưng mà cái anh này nhìn anh có vẻ khô khan quá hả? Không chị, lãng mạn lắm á. Lãng mạn lắm hả? Một bữa đó cái điện thoại cho em kêu em á là ăn mặc đẹp nha, cái hẹn em ra quán cà phê. Cái một mua, đúng, không? Đúng rồi, mua một chỗ hoa hồng rồi cái cầu hôn luôn. Rồi lúc em có đồng ý không, em có đồng ý hay không? Dạ em thấy đồng ý, thấy cũng thiệt tình chứ cũng nhiệt tình nữa. Là cái đêm đó là lúc đó mấy giờ là nắm tay rồi đúng không? Là nắm tay rồi xong làm gì nữa không?
này bà cười không, đi em này nói đi. Sau khi nhận bóng là làm gì không? Thì cái chuyện tình yêu nó đã tới thời điểm chín mùi rồi, thì giống như một cái gọi là chìa khóa tình yêu với là ổ khóa tình yêu, thì nó gặp nhau thì có thể là thế nào không nói đại đi, có thể là thế nào. Cái quan trọng là mọi người không biết cái chuyện là đi đâu đúng không nào. Tại vì tức là bây giờ phải hỏi là đi đâu thì mình mới có thể là tra chìa khóa vô ổ khóa đó. Chứ còn ở quán cà phê sao mà tra đúng chưa được. Dạ vô nơi có những ca ớt. À, có chữ ca ớt là nhà thức đó phải không? Khách sạn. Thì nhà thức đó. Nhà đâu động thức chứ đâu có ngủ được. Rồi sao nè, đó rồi vô chịu hả? Chịu. Không cũng phản ứng như lắm, nhưng mà em sẽ nói là lớn rồi, có hành động phải có trách nhiệm. Nói hồi thì thuyết phục rồi vô luôn. Dạ vô. Rồi. Cái thời gian mà từ lúc mà chuẩn bị mà hỏi để tới lúc cưới á, thì cũng có nghĩ ra cũng vài cái chiêu gọi là bây giờ mình nói ra trước khán giả và trước mà ảnh nhỏ, ba mẹ có nghe được, ba mẹ vợ, ba mẹ ruột có nghe được thì bỏ qua, em tự làm thầy bói coi ngày cưới cho em. Tại vì em nghĩ là mình quen phù hợp với này rồi, không thể mất đi viên ngọc, cho nên mình sẽ đầu tháng coi ngày, cuối tháng cưới. Ba mẹ nói mày tới coi ông thầy đi. Nói, dạ đi coi, đi coi. Nhưng mà tự về nói vợ để ông xã suy nghĩ ra ngày đẹp nhất, tự coi ngày giờ luôn, tự trả chữ ký chữ viết luôn. Mua tờ giấy A4 mà hồng á, mua hai tờ vì cắt là làm tư, viết ba tờ kia sai hết, xấu quá, với chữ giống chữ mình á, sợ phát hiện ra. Tự mình viết một nét chữ khác, viết ngày đó giờ đó. Ngày sớ đó là của thầy đó. Dạ của thầy đó. Thầy này thì đó đó. Yeah. Em viết và tới nhà cô dâu là từ đây từ Long An xuống tới Tiền Giang là khoảng 2 tiếng, là tới 10 giờ là tới rước dâu được. Từ Tiền Giang về Long An là 2 tiếng nữa, là 12 giờ là về tới nhà trai là ok. Là được, cái em đưa cho ba, em bỏ vô cái phong bì rồi bảo thiệp tình ngày cưới, ghi hoành tráng lắm, ghi chữ giống thư pháp lắm, ba đâu nghĩ là chữ mình đâu. Chữ em đẹp lắm nha, nhưng mà ba ghi chữ này xấu đi. Ba nói thôi vậy cũng được. Bữa đi rước dâu em thì ngồi ở sao, ba cũng ngồi, ba với mẹ cũng ngồi ở sao, nói với bác hai á, ba nói với bác hai, nói ông ơi, anh hai, ông thầy này coi ngày cũng rộng quá, hai tiếng đồng hồ mà đi cũng thoải mái, ngồi sao cười quá. ông tính hết đường đi nước mắt đến đâu. Ông thầy coi cũng rộng giờ. hai người lấy nhau lâu chưa? Dạ được 1 năm 8 tháng. Một năm tám tháng. Thời điểm này là có bầu 6 tháng. Xin chúc mừng. 1 năm 8 tháng về ở với nhau, bạn á, có nhìn ra được cái điểm xấu của người đàn ông này nó lòi ra không? Nóng tính. Nóng tính lắm hả? Dạ nóng tính dữ. Thấy vui vẻ lắm mà. Thôi coi chứ đụng chuyện là dữ dằn lắm. Có dữ dằn với bà, với vợ lần nào? Dạ có dữ dằn, nhưng mà em biết vậy đó, cái em nhịn. Cái không cãi lại là cái im. Rồi còn gì nữa? Hay tin người đó. Hay bị gạt. Ồ vậy hả? Gạt sao? Thì đối tác gạt hay dạ, đối gạt trong, là... đối tác gạt trong công việc thôi. Đi làm thì cái khi thay vì mình phải có cái hợp đồng cụ thể. Mình nhận một công trình nào đó thì mình phải ký hợp đồng cụ thể đối tác. Thì nói qua miệng thôi, mình tin tưởng á, xong rồi cái người này không hiểu ý người kia. Đó rồi cái cuối cùng cái ra sản phẩm không phù hợp, cái người kia nói là bây giờ không đẹp, xấu quá, không cho tiền. Rồi ôm. Rồi, hai chồng bỏ tiền xuống là trả. Mà có bị nhiều lần không? Dạ chắc bị 2 lần. Hai lần không cũng chết rồi, ông xây dựng cái nhà ta không trả tiền là cũng xong hàng. Dạ. Còn gì không? Dạ hết rồi. Tập xấu hết rồi. Rồi, tới thiết. Nói chung là vợ thì rất là tốt, nhiệt tình trong công việc, và có một vài tật xấu, ví dụ như là hay bất cẩn thôi, ở nhà mà quên đóng cửa thì trong nhà có máy tính rồi đó, thì khi nó mất cái máy tính thì mất dữ liệu rất quan trọng. Mà trong lúc đó thì đóng cửa thì đi gọi đầu, đi gọi đầu khi người ta vô ta lấy máy tính rồi ta thấy trống trải ta lấy luôn sao, đâu được, la lại cái giận. Giận là cái cự đầu ly dị nó ghê chứ. Nhưng mà có biết đơn chưa? Được tới đầu ly dị thì em cũng rất là tỉnh, tại vì em biết là phụ nữ thì hay nóng nảy vậy chứ, là xong rồi thôi gì chứ, mình đừng có đổ thêm dầu. Rồi mình nói là nếu mà không phù hợp á thì thôi, biết thì biết, biết thì về anh coi anh đọc anh ký. Lúc đó em đi làm ngu gì mà ở nhà, trong đi làm em quá rối chứ. Mình mạnh mẽ vậy chứ mà thực sự chuyện tình cảm mình bị cũng đảo lộn rồi. Cái em mở máy lên thấy ủa sao cái file gì ngộ quá, người ta mở lên cái file của viết ly dị đó. Cái nó này viết không đúng nè, em phải giật ra giật vô rồi, mà trong lúc viết mà hỏi ủa này gửi đâu ta, cái gì ngộ ta. Hỏi vậy
trên xã rồi. Nhưng mà làm kế toán thế nào cũng quen con số, cũng quen biết đơn rồi đó mà. Cuối cùng cái đơn đi vậy đâu mới gửi đâu. Chỉ có vậy thôi hả? Dạ. Vậy mong muốn thay đổi nói luôn đi. Mong vợ thì bớt bất cẩn lại. Thứ nhất, thứ hai nó nên đi ra ngoài xung quanh giao thiệp với bạn bè và để biết cái khu vực này, khu vực kia có gì thay đổi. Chẳng hạn đi em mời đi ăn chè sau khi cưới hoài mà đâu đi đâu. Bữa nay là 1 năm 8 tháng mà mời chưa được một lần đi ra ngoài đường. Ở nhà. Nhiều khi tao không thích ăn chè rồi sao? Mời đi ra ngoài thôi, không đi. Vậy? Ở nhà cũng vậy hả? Rồi, còn em? Dạ, em mong muốn là chồng của em là bớt nóng tính lại. Với là cũng nên là nên đừng tin người quá. Dạ. Nói chung là nên tin đúng người, đúng dạ, không? Đúng không? Nên dạ. Tin đúng người. Thôi giờ chị chỉ khuyên tụi em là vậy nè. Từ đây đến lúc ngày vợ em sanh á, không nên làm cái điều gì để cho vợ em xáo trộn cái cảm xúc á. Đừng có bị sốc hay là đừng có bị buồn quá hay này kia. Vì từ ở cái tuổi này á, mình có bầu á. Dạ. Nó nhiều những cái nó mệt mỏi hơn những cái người trẻ tuổi khác. Thành ra là mình phải giữ gìn, nhất là về sức khỏe thì mình không nói rồi, nhưng về cái tinh thần đó, nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái bào thai. Con mà ở tuổi này là con vàng, đúng không? Con vàng, con ngọc đó, chứ không giỡn. Bây giờ thì chỉ có chút là hai mẹ con mẹ tròn con vuông, đúng rồi, cuộc sống hạnh phúc à, hạnh phúc rồi. Bây giờ thêm đứa bé ra đời sẽ hạnh phúc nhất đôi nữa, đúng rồi. Cảm ơn À, chắc là quý vị đã nhận ra được cặp vợ chồng đó là ai rồi phải không nào? Và hôm nay chúng tôi đã mời được cặp vợ chồng họ đến với chương trình Vợ Chồng Show một lần nữa. Xin quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng Tuấn và Như. Trời ơi. Ơi, mừng quá. Mừng quá. Cái cảm giác của các em khi mà lên đây lại một lần nữa thì như thế nào vậy Tuấn? Nhìn rung hơn lần đầu. Rung. Thôi ơi. Sao vậy? Tại em chưa có chuẩn bị trước gì hết trơn. Trời ơi, còn là người cũ mà. Chị hỏi Tuấn một chút nè. Bây giờ Tuấn đi ra đường á, nhiều người nhận ra em không? Còn có gì. Rồi còn Như, người ta có nhận ra em không? Như hai bữa hai chồng em đi ăn á, thì cái cô chủ quán á cứ nhìn hai chồng em hoài à. À. Với sau khi ăn tính tiền xong với hỏi phải hai chồng em bữa quay chương trình Vợ Chồng Son không? Thì nó đúng rồi chị. Vậy đó hả? Dạ. Mà chị hỏi nè, tụi em có biết á là cái lượt xem ở YouTube á, người ta xem cái cặp vợ chồng em nhiều lắm không? Em mới biết rồi. Rồi khi biết rồi thì cái cảm giác làm sao? Tự nhiên giờ mình là cái người mà nổi tiếng. Mà em không ngờ nè. Em nghĩ thì bình thường rồi chứ có gì đâu mà đông vậy. Ôi, mấy triệu lượt người xem đó. Trời, nghệ sĩ nhiều khi ta muốn được mấy triệu mà không có đâu em. Còn Như cảm giác Như sao? Dạ, cũng thấy bất ngờ mà cũng vui à. Tuấn vui không? Dạ, có. Dạ, nhưng mà em có thấy là khó khăn hơn khi mà em muốn làm điều gì có lỗi với vợ không? Bởi đó người ta không biết em đúng không? Dạ. Thì em còn lén lút được chứ bây giờ biết hết rồi đâu dám làm gì đúng không? Anh đâu có làm gì đâu, thiên rồi. Ở bây giờ anh hỏi nè, là sau khi tham gia chương trình Vợ Chồng Son, cái cuộc sống của các em hiện tại thì như thế nào? Có thay đổi gì không? Và đặc biệt là Tuấn nè. Tuấn mỗi lần mà lo sợ có quýnh quán có mặc cái quần đùi bỏ trốn hay không? Bây giờ được mặc quần dài chưa? Dạ còn có, cho bình này cho mặc rồi. Bình này cho mặc rồi hả? Cho mặc mà không biết em, tại em đi làm xa mà. Ủa đi làm xa đâu? Dạ em làm ở dưới Tiền Giang. Vậy là lâu lâu mới về hả? Dạ đúng rồi chị. Vậy mà dám cho mặc quần dài rồi? Em tự mặc cái đâu không biết. Cô vậy hả? Dạ là đó rồi. Được phép mặc hả? Dạ không. Bây giờ là Như còn ghen dữ dội hơn được trước không? Dạ đỡ nè. Đỡ hả? Ví dụ là trước 10 phần thì giờ mấy phần? Chắc còn 9.5 á. À, rồi và Như nè, dạ. Kể từ bữa giờ là còn có lén lấy cái ví của mà rút tiền rồi nữa không? Cũng thay đổi nhưng mà chắc thói quen lâu hơn, thay đổi dần dần. Tức là vẫn còn à? Dạ cũng có nhưng mà nhiều khi anh không biết. À, vậy đó. Dạ. Chắc rút số tiền nhỏ phải không? Dạ em không rút lần hết luôn. Rút hết luôn hả? Ủa rồi bây giờ em có cách nào đối phó với cái chuyện đó không? Không, em gần về tới nhà là em giấu với liền. Trời ơi. Nói chung là trong người em là không để em giấu nó nóng bộ hiểm. Giấu nó bảo hiểm. Rồi xong rồi. Rồi khai rồi. Rồi xong rồi. Xong luôn. Rồi mai mốt bảo hết cho đội nó bảo hiểm luôn. À, Như có còn nhớ là gần kết chương trình Như có mong muốn là chồng mình thay đổi. Vậy anh muốn hỏi là ảnh đã thay đổi được bao nhiêu phần trăm? Dạ thay đổi được không hơn 90%. Wow. Trời ơi vậy là mỹ mà. Chúc mừng.
phải nói là đầu năm mới mà nghe được một cái tin như vậy thì phải nói là quá vui và quá hạnh phúc. Rồi Tuấn, từ sau cái lần mình tham gia cái chương trình này nè, Tuấn đã làm cái điều gì mang lại cái niềm vui cũng như là cái sự hạnh phúc cho Như chưa? Thì em không có đi chơi bời gì nữa, không đi chơi rồi, không coi đá banh nữa rồi, ở nhà không mà. Đi xa về rồi gặp vợ là có ôm liền không hay sao? Em có tính, em không có vậy, em ngại. Ngại vợ mình mà ngại là sao, vợ mình mà. Nói chung là vợ em kêu, ủa sao người gì mà nó cọc cằn quá, khô. Khô. Bình thường đã khô rồi chứ cần gì. Bây giờ này, sẵn ngày hôm nay là năm mới mà đúng cái ngày lễ tình nhân nữa, bây giờ Như ước thêm một lần nữa đi, mong muốn điều không gì? Muốn em cũng mong muốn là ảnh thể hiện tình cảm được nhiều hơn. Gì anh chờ đợi gì nữa hả? Hôm nay là ngày mai ơi, ngày lễ tình nhân, sao mình không thể hiện đi chứ? Tốt, mạnh dạng lên, đứng lên coi, đứng lên coi, thể hiện đi tình cảm. Đúng rồi, Như có qua có lại. Đó. Trời ơi, hay quá. Bây giờ, hay bây giờ mọi người có hôn chỗ khác không ạ? Hay quá. Con là tên là Trương Vinh, hiện tại là đang ở Thủ Đức. Con dạ. Làm nghề gì? Dạ, bình thường thì con kinh doanh sản xuất trà đồng nhỏ Kim Tiểu Long. Chú Thuận là đã từng đến gõ cửa thăm nhà chú Trương, chú Kim Tiểu Long rồi. Dạ. Đó, và chú bữa cũng đó đã thấy chú mà. Chú cũng đã thấy là cái gì trà rồng nhỏ rồi đó. Dạ. Đó. Và chú cháu mình đã gặp nhau, đúng dạ. không? Có nghĩa là con là cháu của chú Kim Tiểu Long hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước đây là con có tham gia đi diễn hay đi hát giống như là cậu dạ, Kim Tiểu Long không? Con thì con có làm một hai cái MV ở trên với lại kêu cái MV ca nhạc ở trên YouTube này kia với hồi đó con cũng có học cô. Nhưng mà cô chắc không nhớ con đâu. Ủa con học khóa mấy? Con học K5. Ôi trời ơi, K5 là lâu lắm rồi đó. Lâu lắm rồi. Sao? Con không... học K5 là xong con học biết sao cô không nhớ con không? Sao? Con học giữ chừng nghỉ phải không? Con học 3 tháng hết tiền nghỉ. Anh năm nó qua Quốc Thảo đó. Rồi xong rồi qua bên sân khấu của bên thầy Quốc Thảo dạ. đúng không đó? Dạ. Rồi giờ học còn học bên bển không? Dạ không, con nghỉ ba tháng con hết tức tiền. Tức là ba tháng là từ chỗ của chị đã nghỉ rồi. Ba tháng là con hết tiền rồi, con đâu có nghỉ rồi. Dạ. Con mới vô make up xương xương rồi. Rồi bây giờ cái công việc chính của con là ca sĩ đúng không? Dạ, kinh doanh. Kinh doanh luôn. Dạ. Thôi bây giờ lâu quá rồi, mình có đi hát không vậy? Dạ, con chỉ làm MV trên YouTube thôi à. Thôi sẵn hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì con có thể góp vui bằng một cái câu hát nào được không con? Hát giao lưu đi con. Dạ, thì để con thử làm sao. Hát thiệt luôn đi, khổ thử. Hát bài đúng, gì ta? Cái đúng MV hát nào được của con ở trên YouTube á, mà con thích á, con hát đi. Con có cái bài bài đám cưới. Rồi. Dạ. Thì con chỉ hát một đoạn trong cái bài đám cưới thôi ha. Đúng rồi, bắt đầu. Dạ, nhưng mà lên đây gung quá mọi người thông cảm nha. Con đứng lên đi cho nó thoải mái, cho cột hơi nó ngon lành coi. Dạ. Chuyện này mình hát cái bài về đám cưới là đúng rồi đó. Hay dạ, lắm. Sao mà. Không có nhạc. Hát chay. Hát chay vấn đề gì đó. Bắt đầu. Dạ. Thiên hoa mình đi trên sông rộn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác bao câu chúc dành cho đôi mình, giặt cô dâu trong thật xinh đi theo anh dê dính, anh nữa không thể lòng yêu em như lúa yêu đông. Hay quá. Nhưng mà hơi gung nghe cơ. Không có gì đâu. Anh thôi là cái thần thái thôi. Dạ. Rồi, vậy là năm nay con nhiêu tuổi nè? Dạ, năm nay là con 27 tuổi. 27 tuổi. Rồi. Dạ. Là sinh năm 96. Trẻ quá, 27 tuổi. Rồi, mời con. Dạ, lời nói đầu tiên con xin được chào cô Hồng Vân. Con xin được chào chú Quốc Thuận. Em xin được chào tất cả khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Hàng Thị Hồng Lan. Năm nay con 33 tuổi. Con đến từ thành phố Thủ Đức. Hai đứa ở Thủ Đức hết luôn. Dạ. Là chung thành phố với cô đó. Ủa nhưng mà hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ còn. Quên xin lỗi, hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ có. Rồi, đã vậy gặp là, nhau rồi. Nhưng dạ. mà vậy là con làm gì? Con cũng làm giống chồng luôn. Dạ, thì hiện tại thì con vẫn còn làm bên quản lý cái app live stream. Dạ. Giỏi vậy? Dạ. Bây giờ thí dụ như chú muốn live stream dạ. mà muốn cho tăng cái lượng tương tác lên dạ. thì chú liên hệ con đúng không? Dạ, tại vì con thì làm bên mảng BeOnline và TikTok. À vậy hả? Dạ. Rồi, thôi. Rồi bây giờ chắc có lẽ trong câu chuyện tình của hai bạn này rất là nhiều điều thú vị đây. Thú vị đó. Anh chồng 27, rồi cô vợ là 33. 33. Lớn đâu có nhiều đâu, có xíu à. Có xíu à. Đó. Vậy thì cái mối tình mà chị em nó bắt đầu như thế nào? Rồi, lần đầu tiên các con gặp nhau ở đâu?
Dạ lần đầu tiên thì con gặp ở bên gần nhà vợ con nè. Ừ. Cái này chắc để vợ kể trước thì nó hay hơn. cái lần mà gặp đó là vô tình là cái mùa đó là mùa dịch. Thì có một số anh em ca sĩ không có đi hát được. Thì mới đăng ký con làm trên cái app live stream đó. Thì vô tình có một cái chị ca sĩ đó chỉ làm cho con. Thì con mới đi vô trong xem chỉ like. Thì chỉ like chỉ lại là bạn của cậu Kim Tiểu Long. Đó thì đi chung với lại cậu để live stream. Thì khi mà chỉ live stream á thì con đi vô đó con coi cái idol của mình live như thế nào. Thì vô tình mới gặp cái anh này, anh cứ đưa cái đầu đưa lên đưa xuống thập thò. Con thì gắt mắt thấy không, con thấy người ta làm gì là con chọc thế mà là xuất hiện trong cái like của cái like, cái like của một cái idol, cái đầu đưa lên đưa xuống xuống, cứ thụp lên thụp xuống rồi lý la lý lắc thì ghét đúng không? Dạ thấy ghét lắm. Mà mình thường thì không có thích trai trẻ. Không có để ý tới cái vụ mà trai trẻ này. Thì cứ vô tình vậy, cứ chọc qua chọc lại vậy đó cô. Nhưng mà cái lúc đó là con nhìn thấy bạn lóc chóc này á, dạ. Con có nghĩ là bạn nhỏ tuổi hơn mình không? Nhìn thì cũng biết là nhỏ, tại vì nhìn ở trong cái app line nó quá trẻ đi. Thì đó, bạn đã nói là bạn không thích trai trẻ. Dạ. Nhưng mà làm sao qua được cái câu nói của ông bà mình, ghét của nào trời trao của nấy. Dạ, đúng rồi đó. Bây giờ mình xem có cái phần của này họ trao làm sao nè. Đó, còn con sao, con gặp bạn này có ấn tượng với bạn không? Dạ thì gặp thì hai đứa cũng ngại lắm, không có dám nhìn nhau luôn. Xong rồi cái thôi giờ kể đi. Thì xong rồi cái sang ngày hôm sau á thì anh này ảnh mới gọi điện nhắn tin cho con, nhắn tin Facebook. Tại vì cái chị kia ra chỉ giới thiệu là anh này bạn này là cháu của Kim Tiểu Long nè, hai đứa kết bạn làm quen. Xong rồi nhắn tin cho anh này cũng nói như vậy. Thì cái chị đó là làm mai, giống như kiểu làm mai vậy đó cô. Xong rồi mới ra thì ngày hôm sau mấy anh này mấy con vô con bấm like, con coi lướt vô Facebook con sao thì thấy chụp hình cái con bấm like, con kêu trai đẹp. Thì nghĩ là mình trước, chỉ chọc con thôi. Trước mà. Có nghĩa là mình chỉ là nghĩ trước hiểu không? Nghĩ là mình chỉ chọc đùa thôi. Thì ra ngày hôm sau thì anh ấy mới gọi điện cho con hẹn gặp. Nhưng mà con không có thích gặp, tại vì con lo con làm không mà con không thích đi gặp ai hết trơn á. Rồi mình cũng like ở trên app thì nhiều khi ảo nó quen rồi mình không có dám đi rồi ra ngoài. Bây giờ lần đầu là gặp nhau, tiếp theo có thể là đi ăn uống hay là đi xem phim nữa, đó là lần khi nào? Đó là sau ngày hôm đó luôn, sau ngày hôm đó luôn thì con không dám gặp. Nhưng mà cái gọi cái chị idol á, cái chị idol đó là hỏi hẹn đi đi ăn chè. Thì nó ok, nếu mà chị đi thì chị rủ luôn cái bạn đó đi đi. Tại vì có gì đi chung mà mình cũng sợ đỡ sợ bị lừa, bị gạt gì đó. Với lại mang cái mác là cháu của Kim Tiểu Long nữa thì chắc là không lừa gạt gì đâu. Nên thử gặp coi làm sao. Thì mới đi chung. Nhưng mà con á, con trai là con thích bạn liền hay sao? Con nhìn bạn là con thích liền hay sao? Dạ, giống như là gặp xong rồi là tự động cái mình thích sao đó, không biết trong lòng của mình rất là rạo rực. À là thích đó, là thích đó. Dạ. Đó là xuyến xắn đó. Dạ, con. Ừ. Thì con nghĩ cái gì cũng là một cái duyên đó. Ừ. Là con không có khe cái vụ mà lớn tuổi hơn hay là nhỏ tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái lúc cái lần đó gặp là con xưng bằng gì? Cũng em. Em có nhắn tin con kêu em rồi. Ờ đó, đại đó. Tức không là bạn này đã xác định từ đầu luôn rồi là cái đối tượng này mình cần phải tấn công đó. Với lại cái gu của con là phải lớn tuổi hơn. Đó. Bên này không thích cái gu nhỏ tuổi, bên này thì thích cái gu lớn tuổi hơn. Rồi bây giờ lần đầu đi ăn đó là đi ăn gì? Dạ đi ăn ốc, ăn hải sản. Ăn mà ngồi gần vậy này không dám nhìn mặt nhau luôn. Rồi cũng không nói chung là run lắm, không có nhìn không có gì hết trơn, chỉ nói chuyện với cái chị idol đó thôi. Xong rồi cứ ăn vậy, ăn xong đi về. Dạ. Cái qua ngày hôm sau, cái con đang đi tập gym ở phòng đó, cái cậu nhắn tin cho con là ngủ đi uống cà phê, cái nó thôi vậy mình đi xe Honda đi hé để mình hóng gió, cái con mới chạy xe Honda vô, thì tại vì nhà con ở quận 9 thì nhà của vợ con thì bên Tuốt Bình Tân lận, thì mỗi đứa đi nửa đường, đồ xa lắm á, dạ, thì mỗi đứa đi nửa đường thì tới quận 5 là có quán cà phê Đà Lạt phố đó thì vô đó uống cà phê, rồi xong uống cà phê xong, cái đứa thì làm rớt cái ly, đứa thì làm rớt cái muỗng, gung, không biết sao gung mà nói cho con đâu có vụ mà gặp gái mà gung dữ vậy. Mà hôm nay sao kỳ vậy ta? Cái hồi cái ăn uống xong rồi cái đền cho người ta cái ly với cái đền cho người ta hết cái ly nữa. Rồi xong rồi cái chở bỏ cổ đó, xong cái con chạy ra Nguyễn Trãi, con mua thêm cái nón bảo hiểm 40.000. Là tốn thêm 40.000 tiền cái nón bảo hiểm nữa. Rồi chở có qua bên ngay chỗ hầm Thủ Thiêm. Mà mới lúc đó mới có 8 giờ rưỡi à. Con nói chở vừa qua tới hầm cái cầu quận 2 á, bắt ngang á là nó chết em ơi, hỏi sao vậy anh, bây giờ hầm nó đóng cửa rồi, giờ mình qua không có được nữa. Bây giờ hầm nó đóng cửa mình qua không có được nữa, bây giờ mình không có đường về,
bây giờ chỉ có nước mình cũng khách sạn thôi chứ mình không có làm gì được hết. Giờ làm sao về cổ cũng lo, cổ đâu biết đó giờ có trong nhà không mà có ít ra ngoài đường lắm, cổ không biết là hầm đóng cửa giờ nào giờ nào. Cái hồi cũng nói chết cha, mình nói vậy rồi ở đây vòng vòng đây mình đâu có biết khách sạn nào, mình vô cái chạy qua bên cái mình biết cái khu Trung Sơn khách sạn nhiều lắm. Cái mình chạy ngược qua hầm, ủa anh ơi sao lại cái hầm chạy qua được rồi? Thì chắc nãy giờ chắc bữa nay nó đóng cửa hơi trễ. Bữa nay là nó đóng cửa hơi trễ. Cái cổ cũng tin, cái chạy qua bển cái vòng vòng qua bển, ủa sao cái khu này sao nãy giờ em thấy toàn là khách sạn không nha anh? Tại vì bản nào nó cũng để khách sạn hết trơn á. Cái kêu vô á, thôi không vô đâu. Cái kêu hoài cũng không vô. Cái dụ con, thôi giờ mình về nhà em đi. Không đi khách sạn tại ngại. Không phải, cậu biết sáng cậu mới biết cái lý do là cậu sợ cậu xấu không có đồ make up buổi sáng. Cậu không muốn ai nhìn cậu xấu trong cái lúc buổi sáng hết đâu. Về nhà cậu. Dạ, về nhà xong cái bắt đầu cái dụ con. Về nhà xong rồi cái bắt đầu tính dụ con đó là đưa về nhà xong rồi đi lên lợi lên nhà luôn. Mà lúc đó con diễn dữ lắm, con diễn nét mặt rất là tội nghiệp. Để cho cậu thương hại. Đó, rồi xong cái thấy sao thấy tội nghiệp. Cái nó anh ở đây đợi em đi. Lên chợ anh dọn nhà cho anh á, dọn chó dọn đồ gì ui tùm lum ở trên đó. Rồi xong rồi cái mắt còn đợi nửa tiếng đồng hồ như này. Thôi cũng gán đợi vì gái mà cũng gán đợi đêm, coi như là đêm nay là chắc chắn là mình có lời rồi, đúng ngon không? Rồi mình ngon rồi, không sao rồi, đợi xíu cũng không sao. Rồi cái lên nhà cái kể đi. Trời tới chuyện tới khúc nóng bỏng cái là phải nhường cho vợ kể. Để chấp kể đi. Kể đi. Thì cái lúc đó là nói chung là không có ý định là sẽ quen cái anh này. Rồi rủ mình đi khách sạn, mình lo quá không biết sao đây, không biết. Nói chung là mình cũng hồi hộp lo, chưa tìm hiểu chưa gì hết trơn. Mà đi như vậy rồi không biết có sao không, rồi suy nghĩ cũng đắn đo. Mình tính lừa thôi, đi về nhà là để mình chuồn về cái khu vực, cái ổ của mình. Xong rồi cho người ta đi về. Thì mình mới nói là đi về khách sạn bên gần nhà em đi. Thì mới trở về bển xong rồi về tới chung cư rồi. Cái bước xuống xe, cái anh hỏi, thiệt á hả? Về thiệt á hả? Thì lúc đó tự nhiên mình nhìn cái mặt rất là tội nghiệp, diễn quá diễn luôn. Cái mặt diễn quá diễn là 3 tháng mà. Làm học cô 3 tháng mà. Là mình không biết sao tự nhiên không biết sao. Thấy thương. Dạ, xong rồi kêu vậy thôi đứng ở dưới này chờ em xíu. Mình mới chạy lên chỗ. Tại nhà họ không có ai hết, có nuôi chó rồi đó. Thì mới dẹp dọn rồi này kia xong rồi xuống chạy xuống dưới, rước lên. Rồi đó đêm đó là đêm định mệnh. Định mệnh. Dạ. Rồi sáng hôm sau con làm sao? Cái nửa cảnh... đêm không có, nửa đêm có ngồi, có nằm, có khóc. Cô nói, ủa sao khóc trời? Mình thì mình lạ chỗ mình ngủ không được. Cái tính ngộ đó, lạ chỗ ngủ không được. Cái bắt đầu lấy chân, lấy đồ đá vô giường, cớp vậy đó. Cái cổ tưởng là ăn quả xong rồi, hiểu không? Là dạng như là chuẩn bị... cách chuồn. Qua ngày hôm sau là chuẩn bị là xong rồi đó. Là nằm tự nhiên khóc. Hít. Hỏi làm gì khóc? Nó sợ bỏ. Sợ này sợ kia, bả thì sống tình cảm. Rồi sao rồi lúc đó con nói thì sao? Nó trời ơi có đâu rồi kia nọ gì đó, an ủi cổ đi cho cô dịu xuống một cái không. Lúc rồi... đó là lo lắm, lo rồi sợ nữa, rồi về sáng rồi không biết sao đây. Rồi cái cuối cùng cái mình nghĩ là thôi coi như đây là một cái hạnh phúc mà mình lựa chọn thì mình hãy tin vào điều đó đi và coi như là đánh cược xem nó như thế nào. Mình cứ tin tưởng đi, hạnh phúc là có thì hay quá. Rồi cuối cùng là hai đứa chấp nhận là quen nhau. Và sau đó mấy ngày sau thì rất là 12 giờ đêm em con live stream rồi đó. Là 12 giờ đêm rồi là đi hát với cậu Kim Tiểu Long về xong rồi là mua bịch hủ tiếu xách toàn ten từ ở bên quận 9 chạy qua tới bên con cho con ăn. Đó, rồi ngày lúc nào đó con rất là hạnh phúc. Dạ đúng rồi. Thấy rằng là mình lựa chọn đúng. Nói chung là hai tình yêu hai này vô đúng chủ đề chương trình mình luôn. Dạ. Đúng chủ đề của lớp luôn đó. Đó, tình yêu là lựa chọn. Dạ. Đó rồi lựa chọn rồi đó là sẽ thấy có hạnh phúc đúng không? Dạ. Mình cứ tin vào điều đó thì phép màu nó cũng sẽ đến. Mặc dù là cũng có hơi lo. Tại vì dạ. Nói mà sau đó có như tụi con á là hạnh phúc á là để lựa chọn. Dạ. Rồi. Có nghĩa là lần đầu là uống cà phê rồi đi ăn ốc. Dạ. Xong lần thứ hai là uống cà phê. Là đi qua nóc hầm xong mà đi về đúng nhà rồi đó, luôn đó. Đó là chỉ có hai lần thôi. Vậy đó giống như một cái tình yêu sét đánh mà nhiều người không biết đó. Nhưng mà chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi con? Dạ khoảng mới năm 2020 rồi cô. Là cách đây 2 năm. Dạ mùa dịch đó phải không? Dạ đúng rồi. Trước dịch 2 năm. Dạ, rồi sau không? Đó bao lâu thì tụi con làm đám cưới? Dạ lúc đó là tụi con quen là vào tháng 5 của năm 2020. Xong rồi tới tháng 11 của năm 2021 thì tụi con mới kết hôn. Vừa hết dịch cái đúng không? Dạ. Đúng không?
kết hôn để... À, và trong cái khoảng thời gian mà các con quen nhau đó thì là cái tình cảm nó có xích mích không, nó có chia tay chia chân gì không hay là nó trơn tru bằng phẳng? Có giống như là có một đợt đó là có bầu nhưng mà không biết là có bầu, tại vì cái tính tình tự nhiên thay đổi đột ngột á cô, rồi xong rồi cái đụng cái làm trận làm thượng cái bắt đầu xách đồ bỏ nhà đi ví dụ vậy, rồi cũng xách đồ bỏ nhà đi, mở cửa cho ra đi đi đi, xong rồi cái đi ra ngoài kia thôi, đi ăn trước ăn chè rồi đi về. Làm như phụ nữ mà có bầu hay là mang thai bắt đầu thay đổi tính tình. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà chỉ có lần đó thôi đúng không? Dạ, với còn một lần nữa, là một lần nữa là lúc đó là sinh nhật năm đầu tiên của chồng con, thì con mới tổ chức ở một cái quán lớp nhỏ để gia đình anh em rồi tới chơi. Thì hôm đó là tới chơi thì một cái bạn nữ của anh này mới mời tới để làm mai cho một cái anh khác. Nhưng mà không biết sao tới rồi, biết tiệc sinh nhật, biết có chồng có vợ rồi, tại vì bó bông cũng để ông xã rồi này kia. Mà cái bạn nữ đó thì lại chăm sóc chồng mình trong khi mình ngồi đó kế bên dặm mồ hôi rồi lau rồi các kiểu. Trời ơi nó sôi sục nó nóng lên mà cái tánh con giờ ta dặm mồ hôi mình lấy ra. Okay. Thì mình phải có một cái cách xử lý nào đó, tại vì người ta nói là phải để cho những người khác là phải ghen với vợ mình chứ đừng để vợ mình phải ghen lại, đúng không cô? Con xử lý sao? Thì lúc đó con rất là bực luôn á, nhưng mà con thử ngồi im coi chồng con làm cái gì, nhưng mà cứ để im cho cái cô đó rồi chụp hình tự sướng rồi chậm mồ hôi rồi vậy đó. Con bực quá con mới ngồi con làm lẫy kiểu giống như là vẫn im lặng, quay qua chỗ khác mời người này uống mời người kia uống mà chơi ăn vậy thôi. Rồi hồi lúc đó đã lấy nhau chưa? Hay lúc còn... chưa ai có đang yêu? Dạ, gì đúng lúc không? Đó là đang quen rồi, chỉ có một lần kịch liệt đó thôi. Chứ lại lần rồi sau đó có giận không? Về thì cứ láp giáp rồi cứ nói vậy á, là chỉ muốn là chồng phải có cái cách cư xử tốt hơn, là dù sau này đối với những người khác nữa đó là chồng phải xử lý cho nó tốt thôi, chứ không phải là mình ghen bậy ghen bạ. Không, cái đó là ghen đúng chứ đâu ghen bậy đâu con. Trong trường hợp đó gặp cô cũng ghen nhưng mà cô không có chịu đựng như con đâu, việc gì cũng giải quyết. Nếu chồng con không giải quyết được thì con phải là người giải quyết. Ủa chứ sao nữa em? Nhưng mà đông quá rồi. Nhưng mà sao đâu có rồi, đâu có vấn đề gì. Với lại mình cũng ngại sợ chồng. Không, em đâu có, trời ơi, đâu có phải tự nhiên vô vô mà chửi rủa la mắng người ta, không có. Thể hiện đúng không? Không có thể hiện luôn. Chứ sao giờ? Chỉ cần nói bây giờ như đang lau chùi mặt mũi đúng không? Chị chỉ cần cầm nhẹ cái đó, chị nói là xin lỗi bạn. Đây là bạn trai của tôi. Đó. Đúng không? Anh ấy là bạn trai của tôi. Tại vì nếu như không có tôi thì bạn làm thế này thì có thể được, có thể chấp nhận được, và thậm chí là tôi còn cảm ơn bạn nữa. Nhưng có tôi ở đây, bạn có thấy bạn làm vậy là kỳ không? Đúng không? Ví dụ như ảnh là người yêu của bạn. Nóng quá. Như nếu mà ảnh là người yêu của bạn đi mà giờ tôi làm y vậy, bạn chịu được không? Đó. Xin lỗi bạn, vậy thôi, rất là đàng hoàng. Thì tự động khi con xử sự vậy, anh này về anh sẽ rút kinh nghiệm. Dạ. Sao mà mình có thể nhu nhược tới cái mức mà mình không xử lý được mà để vợ mình nó phải làm điều đó cho mình vậy? Đúng không? Dạ. Một mũi tên một, bắn đó. Hai. Thấy chưa? Thấy anh cố tình anh hỏi đi chị Dân. Đưa ra một cái kinh nghiệm, nó không chỉ ra cho hai vợ chồng con mà tất cả quý vị khán giả khi xem chương trình này cũng lấy đó là một bài học kinh nghiệm để chúng ta xử lý tình huống. Mà rất là lịch sự thôi, mình đâu có việc gì phải ăn to nói lớn đâu, đúng không? Dạ. Không có tôi thì bạn làm vậy tôi rất cảm ơn bạn, nhưng mà có tôi rồi thì bạn làm như vậy tôi thấy nó hơi kỳ. Rồi, và coi như là các con là sinh em bé xong mới đám cưới hay là đám cưới rồi mới sinh em bé? À, tụi con thì con chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, nhưng mà xong sau này á, tại vì tụi con đang mua nhà mua cửa xong rồi cái nhà cửa tươm tất hết mọi thứ rồi bắt đầu con sẽ tổ chức đám cưới sau. À, mới đăng ký kết hôn thôi đúng không? Nhưng mà bây giờ là em bé bữa là chú bồng phải không? Dạ đúng rồi. Năm nay bạn mấy tuổi rồi? Dạ vừa tròn một tuổi luôn ạ. Vừa thôi trai nói xong. Gái vậy con? Dạ, con trai. Trời. Giống chắc lắm. Giống ba hả? Dạ. Trai chắc giống ba rồi. Y đúc luôn. Rồi bây giờ qua cái phần kia đi. Đó cái phần về phần nhà. Mà sau khi mà lấy nhau rồi đó. Khoan. Đen. Đứng hình luôn. phải biết kêu mà đem xuống cho cậu một hộp trà. Để gửi qua. Cái trà là trà gì? Mà lấy cho cậu á, cậu hết trơn luôn đó. Dạ. Trà cậu hết trơn luôn. Trà rồng nhỏ. Trời uống vô. Uống vô nó khỏe lắm nha. Đi toilet đã lắm. Đúng rồi, nó lọc. Má đi toilet đã lắm. Lọc thận nè, lọc gan, lọc máu. Ê chị, con gửi cho cậu nè, con gửi cho cậu mấy hộp. Để con gửi cho mẹ Dân mấy hộp nha. Dạ, để họ lấy số con gửi con tặng cho. Ok con. Dạ. Vậy đó hả con? Nó giúp cho mình đi làm về mình uống vô một cái mình ngủ rất là ngon nè, rất là khỏe nè. Anh ngủ ngon chứ không phải mất ngủ hả? Dạ. Chứ cô là cô không uống được cái trà mà trà quậu, trà gì đó. Không. Cái uống rất mát, ngon, thơm. Ê nó thơm á. Con thơm. Bữa em muốn uống chưa rồi? Đẹp da, đẹp da. Đẹp da giảm stress. Rồi, ok.
Mày làm qua Tết luôn. Dạ. Rồi bây giờ sau một thời gian về ở chung với nhau đó, là thành thành chồng thành vợ với nhau, vì gì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không, hay là không có cái tật nào hết? Dễ gì, có những cặp mà người lên là phải nói là phải phải vạch lá tìm sâu dữ lắm mới có tật xấu đó. Cậu này có không? Làm gì có. Dễ gì. Giờ đứa nào vui trước đi. Con nói trước đi con. Con nói trước đi. Gì mà chết nữa tao rồi. Gì kỳ vậy? Rồi chơi tại vì nghe. Tại vì cái tật xấu này nó lạ lùng lắm. Vậy hả? Nó kỳ lắm. Nói đi. Dạ là có cái tật này. Lúc nào, ở mọi lúc, mọi nơi hay là bất cứ lúc nào cũng làm được hết trơn á. Rồi sao? Thả bơm phải không? Dạ, trời ơi, cái thả bom này trăm ông chồng đi chăng nhau hết trơn. Có gì đâu mà không nói. Đúng rồi. Còn dạ, nhưng mà đó là gọi là cái tật xấu nhất của ảnh ở nhà rồi. Có nghĩa là ổng nhiều lần trong ngày không? Dạ, có khi không biết cái bụng bị cái gì mà nó làm liên tục luôn. Làm mà gọi như là sấm sét gì đó là không có tiếng động. Dạ, có tiếng động mới chết chứ. Còn cái kia thì mình nhiều khi họ không nghe thì không biết. Nhưng mà cái này có tiếng động mà làm gì đâu mà trời ơi, con nói cô là xuyên suốt luôn. Rồi có khi một đêm ha, không biết cái bụng bị cái gì mà làm một phát từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ đêm. Trời mà con ngủ không được. Ông bắn hoài vậy. Mà có cái tật á mà mỗi lần làm xong là lấy giả bộ lại hôn con, thương con dữ lắm, xong lấy cái mền chùm lại. Con bụp 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 bụp. Đúng bệnh của tất cả những cái ông chồng. Cái ông chồng rắn mắt á. Tại vì mình thấy người ta cười, mình tính đâu người ta vui. Mà em biết không? Đúng không? Mình nuôi làm chiếc. Nó càng chửi càng chọc, mình càng khoái. Càng khoái. Trời ơi, càng tại không. Chủ đích của mình thì là mình chọc để cho người ta chửi, chọc để cho người ta phản ứng. Mà người ta không phản ứng thì còn gì đâu sướng. Trời ơi, xong rồi là làm riết mà con đá một phát là văng cửa, mà phải chi văng ra ngoài cửa rồi không nói. Văng ra cửa xong, mở cửa phòng kế bên văng vô trong á, xì hơi tiếp cho thằng em với bà Vú ở bển. Xong đóng cửa lại cho người ta hửi rồi chạy ra quậy gì đó, quậy tới 1-2 giờ đêm gì đó. Trời ơi. Nhưng mà thường những đứa như vậy nó không có mập được á Biên. Thiệt. Nó ra hết. Có bao nhiêu những nó không có phì ra được á, bao nhiêu hơi, những cái hơi mà không cần thiết chứa trong người. Người ta nói là ông bà hồi xưa người ta nói là cái đó là của trời cho mà. Ôi trời, đó thì như vậy là chồng con chỉ có cái tật xấu là coi như là ruột tốt. Tiêu hóa nhanh. Tiêu hóa nhanh. Vậy không biết con, tại vì con làm thấy cổ cười hoài, con tính đâu cổ thích, con đâu biết đâu nên con làm tiếp. Vậy thôi đó hả? Những cái đó chỉ có xấu là giống như là nhây lầy thôi. Cái đó gọi là lầy vui thôi. Ừ. Chứ còn ngoài ra thì chồng con phải nói chăm ra là con nấu ăn ok lắm. Tất cả hết. Chăm con. Dạ, nấu chăm ăn. Con nói chung là có bừa bộn không? Dạ không, được cái là chồng con rất là sạch. Và cũng như con vậy đó, hai vợ chồng là nói chung là không có phân biệt là vợ phải làm hay chồng phải làm, không có phân biệt gì hết. Chồng gặp cái gì là chồng tự dọn cái đó. Giúp vợ luôn, nhiều khi là giúp hết rồi luôn chứ không á. Vợ phải ơi sao tối ngày cứ vậy rồi để chồng dọn không có. Hai vợ chồng rồi, là rồi có trăng hoa không? Dạ trăng hoa thì từ lúc mà quen cho tới giờ thì hầu như là không có, với lại thường á là chồng ở đâu vợ ở đó. Nên là không có cơ hội để trăng hoa. Dạ. Có nghĩa là chưa có cơ hội. Đi đâu là sát bên đích thế đó. Thì nó như Sam vậy. Dạ. Ôi, vậy là cũng mỹ mãn. Ủa sao có một thứ à? Có một loại. Thì có một thì thôi cũng có một tật xấu rồi, lầy đó, nhây đó. Chắc là nhây. Chỉ mong muốn ở có mong muốn ông thay đổi, ông bớt. Ông bớt tha bơm không? Giờ con cái đó cũng chồng vui mà, cái đó cũng thật. Vậy thì con có mong chồng là con thay đổi gì không? Dạ thì nói chung là để cho là hoàn thiện hơn. Hoàn thiện hơn thì đối với con á thì chồng con là con không có những cái gọi là những cái lời hứa màu mè hay là những cái món quà trị giá gì đó, nên là con chỉ có những cái lời cảm ơn chân thành đến chồng con, thật sự là lời cảm ơn chân thành, bởi vì chồng đã biết thấu hiểu, chia sẻ, tin tưởng, và đặc biệt đó là sự bao dung vợ ở tất cả những cái lúc mà bướng bỉnh hay là tất cả những cái vấn đề gì đó là chồng con đều giải quyết được hết và đều thấu hiểu được hết, đặt mình vào vị trí của con để thấu hiểu. Đó là mong muốn thay đổi hả? Dạ không. Đó con là cái không lời mong muốn, có nghĩa là con không là mong y muốn vậy đúng tại không? Tại vì đó là những cái lời mà chồng con là một gọi là một người hoàn hảo đối với con rồi. Cô hiểu rồi. Dạ. Ý là giờ con muốn chồng con y chang vậy đó, đừng không cần phải thay đổi cái gì hết đúng không? Dạ. Đó, chồng con kia cứ đi. Dạ. Để cho vui nhà vui cửa phải không? Dạ, cái mà anh đừng nghe anh đã đó, đã mà đã trời ơi.
Đó. Rồi chút nữa đi, đó là những cái lời mà vợ con dành cho con. Dạ. Ngoài cái việc là sự mong muốn, vợ con còn có một cái sự chia sẻ về cái trong cái suy nghĩ của vợ con về con. Dạ. Ha, à, chút tới con nó nghe. Tới rồi chứ chút gì nữa. À, tới luôn nè. Đó, tới luôn đi. Ở bây giờ trước hết là kể về thật xấu của cổ đi. Thì vợ con thì nói chung là cũng có cái tật xấu nó ngộ nghĩnh lắm. Sao? Ngủ gác tới cổ họng con vậy đó. Mà phải gác mới được. Đẩy ra rồi thì cũng gác tới đây. Mà không có con thì ngủ không được. Ghiền gác cổ họng. Ghiền gác cổ họng hay sao? Bữa không có gác bữa một chỗ nào khác chỉ có gác cổ họng. Gác lên tới cái cổ, có nghĩa là gác tới mức độ đó. Ê vậy có khi nào bả ghiền cái mùi chân đúng không? Tại vì muốn gác như vậy á thì là cái đầu phải nằm ở dưới chân có. Có nghĩa là nằm lúc ở trên ngang rồi gác. Ủa là sao? Tại vì không phải, tại vì là nó thật ra là có chồng nằm kế bên cạnh nó rất là thoải mái, giống như là sau một ngày gì đó thì nói chung là gác được lên người chồng một cái là tự nhiên bao nhiêu là cái gì đó nó đi đâu hết trơn rồi, nên thật sự con rất là thích cái cảm giác đó, nên là không thể thiếu gác được. Gác có bữa mà con nằm mơ luôn, tính nào ai bóp cổ còn không mà giật mình nó dậy thấy cái giò để này nè. Tôi nằm bao thấy núi đè vậy thôi đó hả, là có nhiêu đó thôi. Ngon gì? Nằm bao thấy núi đè. Có nhiêu đó thôi, không còn một cái gì khác nữa. Dạ đúng rồi, hai vợ chồng con là coi như hai đứa hoàn hảo dữ vậy luôn. Vậy con có mong muốn vợ con thay đổi gì không? Thì con chỉ mong là vợ con là bớt bướng lại với nóng tính quá. Đó thì như đó cũng có hai cái cần phải thay đổi đó con. Bướng muốn làm gì là làm, thách có nghĩa là thách á. Thách là làm, thách là làm. Chị con chỉ muốn là thay đổi cái bướng bỉnh nó lại xíu. Với lại bớt nóng tính lại. Bớt nóng tính lại. Dạ. Con có hay nói lời yêu thương với vợ không? Con thì con cũng ít nói lắm. Vậy hả? Nay con có muốn nói gì với vợ con không? Nói lời yêu thương đi, đàn bà người ta thích thổi lỗ tai lắm luôn á, thiệt. Hôm trước là có mua nhẫn cầu hôn không? Dạ có rồi. Có rồi. Trong lúc cầu hôn thì có những cái lời yêu thương ngọt ngào không? Dạ có. Rồi bây giờ còn điều gì chưa nói với vợ? Thì nhân hôm nay nè, nói với vợ đi. Dạ thì con cũng nhìn vợ nói. Con thì con đây con cũng xin cảm ơn vợ con đã chăm sóc gia đình nè, đó rồi con cái nè, rồi chăm sóc giống như là ở nhà con á thì nấu cơm á thì nấu tới hai món giống như là một phần ăn mặn và một phần ăn chay. Mà nhà thì đông người thì một mình là vợ con là tôm tắt mấy cái việc đó hết luôn, vừa nấu ăn chay vừa nấu ăn mặn, giỏi quá. Rồi lại vừa kiếm tiền được luôn, rồi lại vừa giặt giũ hết tất cả mọi thứ, cho nên đó là con rất là thương vợ con về cái vấn đề đó. Vậy thôi giờ nói, nhìn vô mắt vợ nói một câu gì đi. Đứng lên nói luôn nãy đi. Nãy giờ là toàn là phân trần với cô với lại chú Thuận không à. Tôi đừng nhìn tôi, đứng lên nói với vợ đi. Đó. Thôi thì chồng cũng cảm ơn vợ mấy thời gian qua chăm sóc gia đình nè, chăm sóc cậu, chăm sóc mọi người. Đó. Thường quá. Dạ con cũng sẵn đây thì chồng nói thì đứng con đứng lên đi. Thì con cũng có đôi lời là muốn nói với chồng là cho dù hiện tại hay là tương lai cái gia đình nhỏ của mình có nghèo khổ hay là sau này sẽ có giàu có, thì hy vọng rằng là trên cái bước đường, cái con đường chồng đi sẽ luôn có bóng dáng mẹ con của vợ, và mẹ con vợ lúc nào cũng sẽ ủng hộ chồng dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thôi một cái nữa đi. Yeah. Trời ơi, cái cặp này là nó quá hợp với lại cái chủ đề của chương trình mình lớp với lựa chọn là hạnh phúc. Công nhận á, đúng không? Cái bữa đó lần thứ nhì á mà nếu mà tụi con lựa là đi qua cầu để đi về, đứa nào về nhà đứa nấy là coi như xong rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Hôm đó tự nhiên chọn lựa mà ở trong nhà nó ấm cúng hơn ha. Chứ ở khách sạn nhiều khi cũng xong rồi tự nhiên thấy mình cũng sao sao á, lạc lõng. Nhưng mà ở nhà tự nhiên thấy nó khác đi. Đúng không con? Đó. May mắn nó cũng tới là mình tìm được đúng đó, người. Cho nên đúng là nói chung là hai đứa đã tìm được đúng người. Và đúng không? Cũng xin chúc mừng cho hai con đã tìm đến nhau. Và hai con là hai mảnh ghép mà khi mà ghép lại với nhau là thành một cái mảnh ghép hoàn hảo. Và như con đã nói, đây là hạnh phúc. Mà hạnh phúc này là do các con đều lựa chọn. Và xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình. Cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn cô. Con chờ xíu mình bốc thăm trúng thưởng. Ok. Rồi tiếp luôn. Xuống đi con. Một số nửa tiếng rồi. Vậy là đẹp. Rồi tiếp nha. Chút tôi đem cái giường đi vô. Ê nó nghe nè, chút khiêng cái giường của tôi vô đây luôn để tôi nằm nha. Tôi nằm. Nằm để dẫn luôn. Nằm dẫn đi. Xong rồi như nàng tiên cá vậy đó Bin. Không chậm mà. Má nó mỏi lưng.
mỗi lưng cho tao cái gói đi. Mỗi lưng